chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện thương hiệu của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin phép được mở đầu chương trình hôm nay bằng một thông tin mà tôi nghĩ rằng sẽ làm hài lòng những người vốn không đủ kiên nhẫn để theo lịch tập thể thao mỗi ngày. Đó là bất kỳ bài tập dạng vận động nào mà bạn tập được thường xuyên cũng đều tốt cả. Ví dụ như đi bộ, chạy, tập tạ, yoga hay là thái cực quyền, miễn sao phải đạt ít nhất vài lần trong tuần và 52 giờ trong khoảng 6 tháng. Còn đối với những người đã xem thể thao là một phần của thói quen hàng ngày, tôi tin con số này không thể làm khó được họ. Thậm chí, nó còn là động lực để nhiều thương hiệu vì sức khỏe ra đời. Còn chần chờ gì nữa, mời quý vị cùng đến ngay với câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện thương hiệu kỳ này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời. Đầu tiên xin được giới thiệu anh Nguyễn Anh Phục Hoàng, là chủ doanh nghiệp kinh doanh các dòng sản phẩm thực phẩm bổ sung và dụng cụ thể thao Protein House. Và tiếp nối chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Hoàng Đình Long, là giám đốc của công ty cổ phần thương mại dịch vụ thể thao PLS, thương hiệu MMA Gym. Xin được cảm ơn hai anh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Xuất hiện với phong cách khỏe khoắn, năng động, lại mang đến những thương hiệu chuyên về thể thao. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ họ có một sở thích đặc biệt với lĩnh vực này. Nếu như mà dùng một từ để có thể nói về niềm đam mê thể thao của mình, thì hai anh sẽ chọn từ nào? Từ sức khỏe. Tại vì tập luyện nó chính là sức khỏe, và bên cạnh đó thì tôi sẽ có được một thân hình cân đối hơn. Và tôi còn rèn luyện được cho mình cái sự kiên nhẫn và cái tính kỷ luật nữa. Anh đã luyện tập được khoảng bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi đã tập luyện nói về sự nghiêm túc và có bài bản thì sẽ là hơn một năm. Dạ, còn đối với anh Long thì anh sẽ chọn từ gì ạ? Tôi sẽ chọn từ đẹp. Đối với tôi, tập luyện thể thao, những người tập luyện thể thao nó sẽ vừa đẹp cả cái thể xác của mình và vừa đẹp cả tâm hồn của mình nữa. Rất là hay. Vậy thì từ bao giờ mà hai anh nghĩ rằng là thể thao không chỉ là một bộ môn nữa mà nó còn là một hình thức kinh doanh rất là bài bản? Trước kia tôi là một người có sức khỏe không có tốt, do cái thói quen ăn uống không lành mạnh và ít vận động. Và đến một thời điểm tôi cảm thấy cơ thể mình không ổn thì cần phải có sự thay đổi. Và tôi quyết định đi tập gym. Và khi đó tôi cảm thấy rất hào hứng và cảm thấy như mình đã tìm thấy được một cái niềm đam mê thật sự. Thì tôi quyết định gắn bó với nó. Và sau một khoảng thời gian thuyết phục gia đình thì tôi và bà xã đã quyết định dùng hết tất cả những gì mình đang có để mà thành lập nên Protein House. Và hiện tại tôi làm công việc này với cái sự nghiêm túc và niềm đam mê thật sự của mình. Còn đối với anh Long ạ? Tôi thì bản thân tôi là một người tập luyện ngay từ nhỏ, bố tôi bắt tôi tập. Thì sau này lớn lên thì phải bươn chải, phải kiếm tiền. Thì sau này phải lập gia đình. Thì tôi lại nghĩ là mình không thể nào mà làm những công việc khác kiếm tiền mà mình cứ nghĩ tới võ được. Nó rất là phân tâm. Thành ra tôi lại đi theo một cái hướng khác nữa là kinh doanh về võ. Nói về cái tên một chút đi, với thương hiệu Protein House thì lý do vì sao anh chọn tên thương hiệu này ạ? Cái từ đầu tiên của tên đó là protein. Thì đối với người tập thể thao, tập gym thì đều biết cái protein hay còn gọi là chất đạm là một cái chất rất là quan trọng đối với cơ thể của con người nói chung và cái sự phát triển cơ bắp nói riêng. Còn từ house thì chúng ta sẽ liên tưởng đến là một ngôi nhà và một cái gì đó rất là thân thuộc. Thì Protein House thì có điều mà tôi mong muốn khi mọi người nghĩ đến thì nơi đây sẽ là một nơi kinh doanh thực phẩm bổ sung uy tín và
còn là nơi mà có thể giữa các thành viên trong Protein House và các khách hàng có thể chia sẻ về cái kinh nghiệm tập luyện, về cái những cách sử dụng và bổ sung, và ngoài ra còn có những cái câu chuyện trong cuộc sống đời thường nữa. Anh có thể chia sẻ một chút là hiện tại thì đối với Protein House chúng ta đang có những dòng sản phẩm như thế nào ạ? Thì những sản phẩm chính chẳng hạn như là về whey protein thì nó sẽ giúp cho mình bổ sung thêm chất đạm, như là để cái việc phát triển cơ nó sẽ tốt hơn. Và ngoài ra còn có một cái dòng gọi là Mass Gainer, thì cái dòng đó dành cho những bạn đang thiếu cân và đang muốn tăng cân một cách nhanh chóng. Những dòng bổ sung như thế này thì có phân biệt đối tượng không ạ? Có phải là chỉ có nam thì dùng được một số sản phẩm, nữ thì dùng một số sản phẩm? Thường thì những sản phẩm này thì nó không có phân biệt, thì chỉ cần nam nữ thì có thể dùng được. Và những người sử dụng thì ít nhất là phải trên 18. Còn đối với thương hiệu của anh Long, MMA là một cái tên viết tắt tiếng Anh của cái từ mà Mixed Martial Arts, có nghĩa là võ tự do tổng hợp. Cái bộ môn này là nó áp dụng những cái đòn đánh, những cái thế đánh của tất cả các bộ môn khác trên thế giới, và một bộ môn nó gọi là bộ môn tổng hợp thì nhằm đánh hạ đối phương thôi, chứ nó rất là hạn chế về luật. Thì MMA gym thì nó tạo ra thì từ một cái bộ môn võ tổng hợp và cái bộ môn thể thao gym để tạo nên cái vẻ đẹp sức thể, hình thể với lại sức khỏe nữa. Trở lại với câu chuyện của Protein House, theo anh Hoàng thì đâu là những yếu tố để giúp những sản phẩm của Protein House tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng? Hiện tại trên thị trường thực phẩm bổ sung thì nó có rất là nhiều sản phẩm, và chúng tôi chú trọng về cái việc lựa chọn những sản phẩm có chất lượng bằng cách thì trước khi nhập một cái sản phẩm thì chúng tôi sẽ tìm hiểu về nó và sử dụng sản phẩm đó trước, nên chúng tôi có thể tư vấn đến khách hàng một cách rất là chi tiết về sản phẩm đó để cho họ có thể chọn lựa được những cái sản phẩm thực sự và phù hợp với cái nhu cầu và cái mục tiêu của họ mà đang hướng tới. Anh có cảm thấy khó khăn không khi là từ một người tập luyện thể dục thể thao chuyển sang một người kinh doanh các dòng sản phẩm thực phẩm bổ sung và dụng cụ thể thao của Protein House hả? Khó khăn thì có rất là nhiều, nhưng mà cái khó khăn của tôi là xuất phát điểm là một người không có chuyên về thể hình. Có nghĩa là tôi không có biết nhiều kiến thức về thể hình và cũng không có quen bất kỳ ai trong cái anh em vận động viên thể hình cả. Và không có ai chỉ dẫn cho tôi, thì tôi xây dựng thương hiệu dựa trên cái định hướng và cái tầm nhìn của một người sử dụng sản phẩm. Tất cả thì tôi đều phải tự học và tìm tòi. Còn đối với anh Long, theo tôi được biết thì hiện tại là đối với thương hiệu MMA Dream đã có 4 chi nhánh rồi, đúng không ạ? Đúng. Dạ, vậy thì đối với anh có phải là anh đang tập trung về cả chất lượng và cả số lượng hay không ạ? Tôi muốn cho mọi người cảm giác được là MMA Gym sẽ có tất cả khắp mọi nơi và nó thuận tiện cho mọi người. Ai cũng có thể tập được, người già, trẻ em, người lớn, phụ nữ, đàn ông, mọi người có thể tập được, và mọi người có thể tập bất cứ nơi nào mà mọi người không có bị gò bó về thời gian, mà không có bị gò bó về cái địa điểm xa hay gần nữa. Thì cái định hướng sắp tới tôi là sẽ mở mỗi quận một cái. Đã mở được một cái mô hình mà nó hiện tại ở Sài Gòn thì nó cũng gần như rất là hiếm. Tôi đưa một số bộ môn mà tại Việt Nam người ta rất là
là gần như là chưa có tại bất kỳ phòng gym nào là bộ môn Sasuke và bộ môn leo núi nhân tạo vào cái mô hình tập luôn. Thì tôi muốn xây dựng cái hệ sinh thái tập luyện thể thao chứ không phải đơn giản là tôi là dạy võ nữa. À, bây giờ nói một chút về tâm lý của người tập đi. Đối với tôi và những người xung quanh tôi á, thì mỗi khi mà đi tập á, thật sự là cũng rất là hào hứng. Tuy nhiên cũng không thể nào tránh khỏi những cái giai đoạn chúng ta cảm thấy rất là nản lòng, rất là khó khăn. Và khó khăn nhất cái chỗ mà khi mà chúng ta muốn đi tập thì mình lại đấu tranh tư tưởng là có nên đi hay không. Dạ đúng rồi, lại đi ăn trước hoặc là đi cà phê trước chẳng hạn. Vậy thì khi tiếp xúc với rất là nhiều người tập mà đã từng trải qua những giai đoạn này thì anh cảm nhận như thế nào và anh đã tư vấn cho họ như thế nào? Cái vấn đề của họ là như thế này. Tại vì một phần là cũng do cái không khí tập luyện nữa. Tất cả các phòng tập hiện giờ thì cái không khí tập luyện nó khá nhàm chán. Có phòng nó chỉ có gym không, phòng chỉ là chuyên về võ không. Bên tôi là nó tạo một cái hệ sinh thái, có nghĩa là anh có thể dẫn con theo anh chơi đùa, hoặc là anh có thể tập những cái bộ môn ngoại khóa như leo núi nhân tạo, tập Sasuke, hay là chúng ta có thể tập gym để tăng cái vẻ đẹp hình thể cơ bắp của mình. Chúng ta tập võ để tự vệ, để giảm mỡ, đốt mỡ. Thì đó cái trung tâm tôi mở ra để khắc phục những cái gọi là nhàm chán trong cái tâm lý của người tập luyện. Thì tôi mong rằng sau này nó tâm lý người tập luyện người Việt Nam sẽ thay đổi dần. Đối với anh Long về cho anh về võ thì nó sẽ có những cái suy nghĩ khác tôi một chút. Và tôi chuyên về gym, về tạ ha. Thì sau một hoạt thì những cái điều mà nhức mỏi cơ hoặc là những cái điều mà cảm thấy chán nản mà khi mà mới bắt đầu thì điều đó thì tôi cũng đã từng trải qua. Thì tôi cũng đã rút ra một vài kinh nghiệm để cho cái việc tập luyện nó có thể duy trì được một cách lâu dài. Thì cái việc đầu tiên thì bạn cần phải xác định được cái mục tiêu của mình là bạn đang muốn làm gì. Và sau khi đã xác định được mục tiêu thì cần phải đặt ra rõ ràng kế hoạch. Và sẽ có hai cái yếu tố quyết định là bạn sẽ thành công và tiếp tục hoặc là thất bại và bỏ cuộc. Đó chính là một chế độ tập luyện và một chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học. Và cuối cùng mà khi bạn đã đạt được cái mục tiêu của mình đề ra ban đầu á, thì bạn cần phải duy trì việc tập luyện và xem cái việc tập luyện đó xem như là một phần của cuộc sống của mình. Và nếu như mà hình dung về Protein House trong 2 năm nữa thì anh đang định hướng phát triển như thế nào? Trong 2 năm tới thì chúng tôi có định hướng là sẽ mở thêm chi nhánh. Nhưng mà đối với tôi thì cái vấn đề nhân sự nó rất là quan trọng. Bởi vì các bạn nhân viên của Protein House thì đều phải là đang tập gym và có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Bởi vì khoảng 35% khách hàng của Protein House đều là người nước ngoài cả. Đó. Và chúng tôi rất là quan trọng về cái việc rèn luyện cho hướng dẫn chỉ dạy cho các bạn nhân viên về cái phong cách phục vụ cũng như về cái kiến thức để mà có thể tư vấn tốt đến khách cho khách hàng. Và nên tôi hy vọng rằng trong vòng 2 năm tới khi mà cái vấn đề nhân sự được giải quyết ổn thỏa thì Protein House sẽ có thêm chi nhánh và sẽ được mọi người biết đến như là một nơi kinh doanh thực phẩm bổ sung uy tín và có chất lượng trong dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Còn đối với anh Long ạ, mục tiêu của doanh nghiệp mình trong 2 năm tới sẽ như thế nào? Đầu tiên mục tiêu trước mắt thì tôi với anh chắc tôi sẽ rủ anh này đi uống cà phê. Và hai chúng ta sẽ nghĩ cách làm sao chúng ta kết hợp để cho nó kết hợp lại đúng không anh? Cái hai cái lĩnh vực của mình làm thì nó cũng gần nhau và có sự tương trợ với nhau. Chúng ta sẽ có những cái khách hàng nó sẽ có những cái đa dạng hơn, phong phú hơn trong cái việc mà phục vụ cho cái sức khỏe của mình. Và năm sau chúng tôi sẽ mở thêm 3 chi nhánh nữa ở tại Gò Vấp, quận 7 và Thủ Đức. Và cái những năm tiếp theo thì tôi sẽ hoàn tất cái dự án của tôi là mở toàn bộ Sài Gòn, mỗi quận một cái.
cảm ơn hai anh rất nhiều đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Câu chuyện thương hiệu kỳ này. Câu chuyện thương hiệu là hành trình của các doanh nghiệp đang xây dựng thương hiệu, và chúng tôi với tất cả sự động viên luôn khuyến khích mọi cố gắng và nỗ lực trên chặng đường khốc liệt nhưng cũng đầy hoa hồng này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ Bảy hàng tuần lúc 20:45 và phát lại lúc 8:45 Chủ nhật trên kênh HTV Key. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với những câu chuyện thương hiệu mới.